Alo, thân chào anh em, chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ cái vấn đề về những cái cục pin 18650 này anh em, cũng như là một số loại pin sạc được nha anh em. Pin 18650 này là pin sạc được, cũng như có một số pin mà chúng ta có thể sạc được. Chẳng hạn như những cái viên pin này cũng vậy nữa nè, chúng ta có hoàn toàn sạc được. Đây là pin xe đạp, hay là những cái viên pin này thì chúng ta sạc nó cũng được luôn. Thì những viên pin này khi sạc thì chúng ta cần có những cái điều kiện gì và sạc như thế nào mới là đúng cách, thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với anh em. Ở đây mình có một cái củ sạc điện thoại nè anh em. Như vậy là chúng ta sẽ có hai cái vấn đề đặt ra đối với ngày hôm nay. Đó là cái thứ nhất là chúng ta có thể đó là sạc những viên pin này trực tiếp bằng cái cục sạc điện thoại này hay là không. Đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai, nếu như chúng ta sạc được thì chúng ta làm thế nào để mà sạc. Còn nếu như mà chúng ta không nên sạc hoặc là sạc không được thì cần phải có thêm cái thiết bị gì để mà sạc. Đó là hai cái vấn đề mà mình chia sẻ với anh em ngày hôm nay nha anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề thứ nhất, đó là chúng ta có sạc được đó là các cái viên pin này bằng cục sạc điện thoại này hay không nha anh em. Để trả lời cho câu hỏi đó thì mình sẽ làm một cái thí nghiệm, thì anh em sẽ biết được là chúng ta có sạc pin này với cục sạc điện thoại này hay là không. Có nghĩa là chúng ta khi mà ghim điện vào đó thì điện nó có là từ cục sạc này nó đi vào cái các viên pin này là không nha anh em. Thì mình đầu tiên mình sẽ chuẩn bị đó là một cái nguồn ha, một cái nguồn mình sẽ bật điện nó lên. Ở đây là mình xài điện mặt trời nha anh em. Đó, bật điện nó lên đấy. Mình sẽ thay cái cọng dây sạc này bằng một cái thiết bị khác, bởi vì chúng ta không có cái đường nào để mà chúng ta sạc lấy cái đầu sạc này mà chúng ta cho nó vô các viên pin này được hết, hoàn toàn không được. Cho nên là chúng ta sẽ thay cái này bằng một cái dụng cụ khác nha anh em. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái cọng dây, mình đã chế lại rồi nè anh em. Đó, nó cũng là một cái dây sạc điện thoại bình thường thôi, nhưng mà mình đã chế lại bằng hai cái đầu này. Hai cái đầu đó là cho dòng điện ra, đó là dòng điện âm nè, dòng điện dương nè. Và khi mà đi vào cái cục sạc điện thoại này, nó ra đây thì là khi đo nó sẽ có được đó là 5V, 5V1, 5V2 gì đó, dao động từ là 4V9 cho tới 5V2 ha. Đó. Và chúng ta cần có thêm một cái thiết bị nữa. Khi gắn như vậy thì nó bình thường, chúng ta sẽ không biết được là pin nó sạc vào hay là không nha anh em. Đó. Chúng ta cần phải có thêm một cái thiết bị rất là quan trọng, đó là cái USB dùng để mà đo dòng và đo là điện áp ha. USB này là chúng ta sẽ kết nối như thế này. Đây, chúng ta sẽ kết nối vào cái cục sạc. Đây, nó vậy. Chúng ta sẽ kết nối vô đây ha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ ghim vào điện. Đó. Rồi, như vậy là giờ là dòng điện nó đã lên rồi nè anh em. Đó. Anh em có thấy được không? 4,96V. Đây là điện áp ha. Điện áp đó là ra. Còn ở bên cái dòng mà nó có chữ, nó có cái chữ T này nè, là thời gian. Thời gian mình nó là tải điện cho cái bộ tải. Còn ở dưới này 0,00A, có nghĩa là cái dòng điện nó đi ra, nó sẽ đi ra được bao nhiêu ampe. Đó. Còn bên này đó là miliampe giờ, có nghĩa là tổng cái điện thế mà chúng ta đã cho tải. Đó. Đơn giản vậy thôi. Đây là cái thiết bị của mình ha. Như vậy là khi mình là cho cái dòng điện vào cái tải mà cái chỗ mà ampe này nó nhảy và ở bên miliampe này nó hiện lên, thì coi như đó là chúng ta cấp điện được cho tải ha. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện, anh em sẽ quan sát ha, và sẽ cho mình cái đầu tiên thì mình sẽ đó là lấy cái đồng hồ mình đo thử coi
hai cái đầu USB của mình, hai cái đầu ấy mình nó được bao nhiêu vôn nha anh em. Đây mình ghim điện vào rồi thì hai cái đầu này được bao nhiêu. Mình mở cái đồng hồ lên và mình dặn nó về cái thang đo đó là 20V DC nha anh em. DC 20V. Rồi mình sẽ đo thử nó được bao nhiêu vôn. Đó. Đây, mình đặt 4,95V ha. 4,95V, như vậy là điện này nó đủ để mà sạc pin được. Rồi bây giờ đó là anh em quan sát giùm mình ha. Rồi bây giờ mình là sẽ tiến hành là lấy một cái viên pin thế này. Rồi khi mà chưa có tải ra đó, chưa có dòng điện nó chưa có ra tải, nó chưa có ra pin này á, thì cái chỗ mà ampe này nè nó là 00 ha. Cái chỗ mà dòng điện ra nó là 00, khi có tải ra thì nó bắt đầu nó mới là thay đổi ha, nó có cái là chỉ số nó nhảy lên, và cái chỗ miliampere giờ đó thì nó bắt đầu nó mới là thay đổi. Rồi bây giờ mình sẽ đó là cho cái đó là điện ra tải nha anh em. Nếu như mà hai cái chỉ số bên dưới nó thay đổi thì có nghĩa là chúng ta sẽ sạc được cái viên pin bằng cục sạc điện thoại nha anh em. Có dòng điện. Rồi bây giờ mình sẽ thực hành nè. Rồi mình sẽ lấy cái que âm nè, mình chập vô đầu âm, que dương mình chập vô đầu dương. Rồi anh em quan sát. Đấy. Thì hiện giờ cái tải nó đã ra rồi. 0,64 đó. Và miliampere giờ nó đã nhảy, có nghĩa là dòng điện ra đã có, và cái dòng điện ra đã có nè, và tổng cái dòng điện nó đã bắt đầu gọi là thay đổi, có nghĩa là chúng ta sử dụng cục sạc điện thoại mà đưa vào cái viên pin này thì sẽ có dòng điện ra nha anh em. Có nghĩa là chúng ta có thể sạc viên pin này bằng cái đó là một cục sạc điện thoại bình thường được. Ok chưa nè. Rồi đây là một viên pin, và mình thí nghiệm với các viên pin khác thôi. Viên pin khác đó nè, cũng vậy, vẫn có dòng điện ra bình thường. Tùy vào cái viên pin mà nó có dòng xả nhanh hoặc là dòng xả thấp hoặc dòng xả cao, mà cái là dòng ra của nó đó là lớn hay nhỏ nha anh em, chứ không phải cái nào cũng giống nhau đâu. Một viên pin khác nữa nè. Đấy, hầu như là nó dao động từ đó là 0,6, 0,7 ampere. Đấy, viên pin nào chúng ta đó là xả nó cũng vậy. Viên pin này là viên pin xe đạp, và cái đó là cái dòng điện của nó, cái điện áp của nó chỉ có là 1,5, chúng ta xài vẫn sạc được bằng cái này nha anh em. 1,5 à. Đó. Anh em thấy ta xả là cái với cái dòng đó là bởi vì cái viên pin này cái dòng xả nó với cái dòng nạp nó cao lắm. 1,89 là 80 mấy ấy luôn. Viên pin này cũng vậy, mình thử vài cái nữa nha anh em. Đó, 1,9 luôn, gần 2A luôn. Rồi tới viên pin trà bá này cũng là 1,5V nữa. Đó, dòng xả nó cũng cao luôn. Rồi như vậy chúng ta sẽ đó là khẳng định cái vấn đề thứ nhất anh em, đó là hoàn toàn chúng ta có thể đó là sạc các viên pin này bằng một cục sạc điện thoại bình thường như thế này nha anh em. Đó, hoàn toàn có thể sạc đó là các viên pin bằng một cục sạc điện thoại. Tuy nhiên ở đây mình là không khuyến cáo anh em làm như vậy đâu. Không khuyến cáo anh em làm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái là dung lượng hạn định của viên pin này, khi mà chúng ta sạc đầy nó chỉ có 4,2V thôi. Đây nè, anh thấy 4,2V. Đó là charging limit, có nghĩa là giới hạn sạc của nó là 4,2V. Anh em mà thấy cái viên pin này là nó có cái dung lượng chuẩn của nó đó là 3,7V. Và dung lượng mà sạc đầy nó là 4,2V. Nếu như mà tới 4,2V mà chúng ta vẫn cấp vào cái dòng điện cho nó thì nó sẽ dẫn đến viên pin này nó hỏng.
và dễ dẫn đến cái tình trạng đó là cháy nổ nha anh em. Đó, dễ đến cái tình trạng là cháy nổ. Chính vì vậy mà mình không khuyến cáo anh em cùng các bạn đó là sạc bằng cái cách này. Bởi vì chúng ta không biết được khi nào viên pin này nó đầy, và chúng ta cũng không biết được đó là viên pin này là nó sẽ cháy nổ khi nào ha. Mình lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này để cho anh em dễ hiểu nè. Viên pin này nó cũng giống như cái một cái bong bóng vậy đó. Chúng ta cứ bơm hơi vô hoài mà chúng ta không có dừng lại thì đến một giai đoạn nào đó thì cái bong bóng nó bể thôi. Thì cũng vậy đó. Cái dòng điện mà hồi nãy chúng ta thấy ở cục sạc của chúng ta đó thì nó tới 4,9 mươi mấy, gần 5V, mà nó sạc hoài nó cứ nạp hoài vô thì đó là làm gì viên pin này chịu nổi. Cho nên sạc bằng cách đó sẽ không an toàn. Nếu như chúng ta chịu ngồi đó mà chúng ta canh thường xuyên lấy cái viên pin này ra để mà chúng ta đo thì chúng ta mới biết được ha. Còn mà nếu như mà chúng ta mà sạc mà để đó mà bỏ qua đêm qua ngày thì bảo đảm với quý vị một điều, đó là viên pin này nó sẽ hỏng thôi. Chắc chắn sẽ hỏng chứ không có đường nào hết trơn á. Vì vậy mà mình không khuyến cáo anh em sạc bằng cách này nha anh em. Rồi, như vậy là xong cái vấn đề thứ nhất. Nói tóm lại đó là chúng ta vẫn có thể sạc được các viên pin này bằng cục sạc này ha. Có thể sạc viên pin bằng cục sạc này. Nhưng mà mình không khuyến cáo làm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nó không an toàn cho viên pin. Nếu như không an toàn cho viên pin thì chúng ta phải làm sao ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy tiếp một cái ví dụ nữa. Đó là khi mà chúng ta mua một cái cục sạc điện thoại, một cục sạc dự phòng ha, về từ nhà sản xuất, thì quý vị luôn thấy bên trong nó có một cái mạch. Luôn có một cái mạch. Mạch này để làm gì? Để bảo vệ viên pin. Cái mạch này nó có cái công dụng, có chức năng đó là nó sẽ bảo vệ cái viên pin khi sạc. Nó sẽ có một cái con chip so sánh, khi mà dung lượng pin mà lớn hơn 4,2 là nó sẽ ngừng sạc. Có nghĩa là nó sẽ sạc đến 4,2, khi mà pin nó nhảy lên 4,3 là nó sẽ ngừng liền, nó sẽ không sạc nữa. Đó. Vì vậy mà nó là rất là an toàn ha. Và ngay cả có cái đó là một con chip nó bảo vệ dòng xả, hoặc là một con chip mà nó thực hiện hai công việc, đó là bảo vệ sạc, bảo vệ xả. Thường thì đó là cái dung lượng pin mà nó dưới 3V thì nó sẽ dừng lại, nó sẽ không có cho xả nữa. Có nghĩa là từ 2,9 pin mà nó còn 2,9 là nó sẽ dừng lại, nó không cho xả nữa. Cho nên đó là cái mạch này rất là an toàn. Như vậy mạch này mua từ cục sạc dự phòng thì nó rất là mắc. Như vậy chúng ta sẽ tìm những cái mạch này ở đâu? Thì mình đó là có thể đó là hạn chế cái vấn đề mà tốn nhiều tiền, thì mình mua trên đó là các trang mạng, các trang điện tử, thương mại điện tử, bằng cách là mua các cái con chip này rất là rẻ luôn, giá từ 4.000 à, 4.000, 5.000, 6.000, tùy vào shop bán anh em. Mình mua với giá là có 4.000 à. Đó. Thì quan sát vô cái bản mạch này, cái này đó là hai cái à, là đây một cái là nó đơn giản, nó nhỏ vậy nè. Có cổng micro USB đó, dùng để đó là chúng ta cấp nguồn vào. Rồi có một con chip bảo vệ đó là điều khiển sạc nè, và bảo vệ bảo vệ sạc, bảo vệ xả, nó đầy đủ hết trơn. Mạch này rất là hay luôn ha, chỉ có mấy ngàn đồng bạc thôi mà bảo vệ viên pin chúng ta khá là an toàn ha, khá là chắc chắn luôn. Và khi mua cái này về thì mình đã chế thành một cái khay sạc như thế này nè anh em. Cái khay sạc này thì mình lụm từ trong đồ bỏ đi ha. Đó, một cục sạc hỏng. Rồi mình đó là chế cái cổng sạc của mình nè, là cái mạch này nè. Nó mình sẽ đó là gắn nó vô đây. Rồi gắn nó là đầu dương đầu âm vô. Thì khi mà chúng ta sạc thì chúng ta đó là đặt cái viên pin vào đây. Đây, đặt cái viên pin vào. Đó, như thế này. Thì sạc đó là ghim vào. Thì khi sạc thì nó sẽ báo là đèn đỏ. Sạc đầy thì nó sẽ báo là đèn xanh. Mình sẽ kiểm nghiệm cho anh em thấy luôn nè. Đây, mình sẽ kiểm nghiệm bằng cái cục sạc nè. Đây. Đấy. Đấy, nó chớp đèn đỏ anh em thấy không? Đèn đỏ nó sáng lên nè. Đó, khi chưa đầy là nó sẽ là báo đèn đỏ, còn đầy rồi nó sẽ báo đèn xanh.
một cái mạch sạc có thể nói là rất là hữu dụng đối với tất cả mọi người ha. Rồi thì vừa qua mình đã chia sẻ với anh em cũng như mọi người một cái thắc mắc mà chúng ta có thể sạc những cái viên pin này trực tiếp từ cục sạc gì được không ha. Và cái thứ hai đó là chúng ta cần có một cái thiết bị để mà bảo vệ rất là hữu dụng, đó là một cái mạch sạc đơn giản nha anh em. Rồi thân chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video clip tiếp theo. Nếu như anh em thấy mà video clip mình hay thì đừng ngần ngại hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để giúp kênh mình ngày càng phát triển hơn nha. Rồi thân chào, hẹn gặp lại.